Về chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sách bị. Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ. Mình gặp nhau đây, tấm tình đào gì chứa trang sách không. Tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy, em thấy có vui không? Ta chung nhau tấm lòng, sẽ chia bao số phận. Trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi. Dời đi bao nỗi đau. Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan, vui câu kinh suối nguồn, nhưng tâm ta bất loạn. Anh ơi xin nhớ rằng, ngài là vầng trăng sáng ngời bầu trời chiếu soi tối tâm, cho tâm ta sáng trong. Về chùa thầy, em nhớ gắn công phu, oai nghi đi đứng ngồi, khác xa nơi cõi đời. Công phu với sáu thời, học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì thiết tha với câu Nam Mô A Di Đà. Về chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sách bị. Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ. Mình gặp nhau đây, thắm tình đào gì chứ gian sách không. Tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy, em thấy có vui không? Ta chung nhau tấm lòng, sẽ chia bao số phận. Trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi. Dời đi bao nỗi đau. Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan, vui câu kinh suối dạ, dạ thưa chị, xin chị cho biết tình hình hôm nay sáng giờ bán bún như thế nào ạ? À? Xin cho biết ạ. À dạ, sáng giờ bán đắt lắm anh ơi, 6 đồng tô, 6 đồng thôi, sáng giờ bán được 40-50 tô anh. Dạ, xin hỏi bún của chị, nó bún nhiều như thế nào, có khó lắm không chị? Dạ, bún nhiều dễ lắm anh, cà chua với tàu nước sống, tàu hủ chiến chiêu. Từ ngày ta biết đọc kinh là từ ngày có Phật ở trong ta, từ ngày đọc kinh và sám hối thấy trong lòng nhẹ bớt nỗi phiền lo, tu cho tâm không sân si thèm muốn, tu cho tâm hồn luôn trong sạch, cho không vướng bụi hồng trần. Đời người chỉ mấy chục năm, khổ thì nhiều, đua đòi và vô minh. Vào chùa để tu hành tâm đức, dưới chân mẹ chẳng còn những sâu tư. Mẹ hiền quá người thông, hoa sen đua nhau nở thắm. Trên cao giang mẹ trong nhân từ, Nam Mô Quan Thế Âm Mẹ Hiền. Mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, chân mẹ con cầu, cầu cho muôn nơi hết khổ đau, yêu thương nhau thoát xa những khổ nạn, biết tu tập học đạo và tu tâm.
hiện đời sóng gió triền miên, còn được gì hay chỉ là hư vô. Đọc một thời kinh lòng thánh thán, nước cam lộ mẹ tươi mát đời con. Nhân gian nơi nơi vui trong hạnh phúc, Nam mô cứu khổ và cứu nạn, Nam mô Quan Thế Âm Từ Bi. Qua nhìn lên chút xíu đi, em quay chút xíu chị qua. Chơi gì và sao chơi gì quá giờ thấy trong lòng nhớ phiền em. Từ ngày ta biết đọc kinh là từ ngày có Phật ở trong ta, từ ngày đọc kinh và sám hối thấy trong lòng nhẹ bớt nỗi phiền